Kính chào quý vị khán thính giả Đài SET. Chúng tôi là Phạm Đặng Long Cơ, thuộc Tổ hợp Y tế Bonsa Medical Group, AMVI Medical Group, MV Care Health Network và One Care Connect. Nếu quý vị là trên 65 tuổi mà quý vị không có Medicare, thì quý vị có thể chọn những tổ hợp sau đây như là United Healthcare, WellCare và Central Health. Thì quý vị chọn tổ hợp y tế AMVI, trong đó có chúng tôi Bonsa Medical Group, để chúng tôi có thể được phục vụ cho quý vị lúc khỏe mạnh cũng như lúc đau ốm. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay tôi lại được trở lại với quý vị trong bản tin tức y khoa hàng tuần của chúng tôi. Hôm nay thưa quý vị, tôi mang cho quý vị truyền những tin vui không? Quý vị thích không? Truyền tin vui không? Không có tin gì buồn nữa. Tất cả quả thực là bây giờ chúng ta bắt đầu sắp sửa trở lại bình thường. Chúng ta sang đầu tháng 5 chúng ta sắp sửa trở lại bình thường. Tin đầu tiên mà chúng tôi muốn nói tại sao là vui là vì thưa quý vị, cái số người bị bệnh COVID ở nước Mỹ nó giảm xuống nhiều lắm, nó giảm xuống gần tới cuối rồi. Nó chưa được nadir, tin khoa học chúng tôi là zero, nó xuống thấp lắm. Tin vui, cái số người bị dương tính cũng giảm đi rất nhiều, số người chết cũng giảm đi rất nhiều. Từ một tuần mà nó chỉ có, chúng tôi thấy tuần trước là 577.000 người, không bốn mấy, kỳ này nó lên 577, không tám mấy, tức là một tuần nó chỉ chết có mấy chục người, thêm mấy chục người, mấy trăm người, 1-200 người thôi. Thế là cái này rất là vui phải không quý vị? Thế bây giờ chúng tôi sẽ mang quý vị cái tin vui quan trọng nhất. Nước Mỹ rất mấy chục triệu người bị tiểu đường, rất nhiều người bị tiền tiểu đường và những người bị tiểu đường. Thì khi bị tiểu đường, ngày xưa khi tôi nói thú thiệt với quý vị, khi mẹ tôi, lúc tôi còn nhỏ đang đi học trung học, thì mẹ tôi bị bệnh xa dạ con, mẹ tôi phải đi mổ nhà thương gan. Khi mẹ tôi sắp sửa vô mổ cắt dạ con đó, thì cái người bác sĩ ở trong nhà thương gan, nhà thương của người Pháp ở đó, ở Sài Gòn đó, thì họ thử ra, họ thấy mẹ tôi bị tiểu đường cao. Họ ngừng mổ lại, bắt nằm nhà thương mấy ngày rồi. Họ cho ăn uống kiêng cữ lại, rồi cho uống thuốc metformin đấy. Mẹ tôi, đường nó sẽ xuống thấp rồi họ mổ cho mẹ tôi. Từ đó đến bây giờ tôi là người bác sĩ. Từ lúc nào tôi chữa cho quý vị bệnh nhân tiểu đường của tôi nghĩ tới mẹ tôi. Và tôi vẫn luôn luôn nhấn mạnh vấn đề diet, exercise và uống metformin. Nhưng mà quý vị uống ngoài, nhiều khi quý vị ham ăn quá, bạn bè đồ ăn ngon quá, làm sao mới chịu được. Cái đường nó lên cao, quý vị ăn không cẩn thận thì nó sẽ bị suy thận. Mẹ tôi, tôi nói thật với quý vị, mẹ tôi ăn uống kiêng cữ, uống thuốc cẩn thận đấy. Mẹ tôi đến năm 80 mấy tuổi mẹ tôi mới chết già. Trong khi đó, những người nào mà không chịu ăn uống kiêng cữ, cứ uống thuốc mà ăn, chỉ vài năm sau là chết. Do đó ngày xưa khi bị tiểu đường nặng lắm, nhưng bây giờ thưa quý vị, nó có thuốc rồi, nó có loại nhiều thuốc rất tốt, metformin là vẫn là cái chính. Và diet, exercise là cái chất đầu tiên quan trọng. Exercise đi theo bác sĩ để họ thử máu, họ chỉ cách thử máu cho mình và mình uống thuốc metformin. Nếu mà vẫn chưa bớt được thì mình sẽ thêm những thuốc khác. Bây giờ nó có nhiều loại thuốc lắm, trong một trong những loại thuốc mà chúng tôi vừa nói quý vị đây là thuốc thuộc cái họ SGLT2 inhibitor. Hôm nay tôi được nói cái thuốc này là Farxiga. Quý vị nhìn trên màn hình đây, Farxiga. Cái thuốc này nó vừa được FDA approve trong thứ 6 vừa rồi để được chữa cho những người bị tiểu đường hay không tiểu đường, bị suy thận. Thường thường chúng ta bị bệnh tiểu đường chúng ta sẽ bị suy thận, thận nó giảm xuống dần dần chúng ta sẽ chết. Chúng ta phải lọc máu, chúng ta phải lọc thận, chúng ta phải thay thận, nếu chúng ta hãy còn trẻ quá người ta phải thay thận. Nhưng mà thưa quý vị, với cái thuốc Farxiga này, nó không những nó bảo vệ làm chúng ta đường xuống thấp, nó là giúp chúng ta so với diet exercise với metformin đường xuống thấp, nó còn giúp chúng ta bảo vệ cái tim của chúng ta không bị trụy tim. Thường thường những người bị tiểu đường sau này hay bị huyết áp cao, nó làm trụy tim và làm hư thận. Cái này nó vừa chống được trụy tim mà bây giờ nó mới thêm chống lại được suy thận. Nó sẽ bảo vệ cái thận quý vị sẽ không đi xuống downhill, nó sẽ làm tốt hơn một chút xíu và giúp quý vị được uống thuốc này. Tốt phải không quý vị? Hết chảy một ngày cũng một viên thôi. Cộng tới với diet exercise, cộng với những thuốc để bảo vệ cái đường của quý vị sẽ thành công. Đây là một cái tin rất vui, quý vị nhớ tên Farxiga. Nếu quý vị bị bệnh tiểu đường mà cái đường quý vị nó xuống thấp, mà cái thận quý vị nó hơi xuống chút xíu, quý vị có thể nói với bác sĩ và thưa bác sĩ, cái thuốc mới Farxiga thì ông sẽ khi FDA nó approve này thì khi quý vị biên toa đó, quý vị xin phép thì nó thấy quý vị đã dùng những thuốc khác rồi rẻ hơn chút xíu Invokana mà không thiếu bớt thì quý vị có thể được quyền uống Farxiga rất là tốt cho quý vị. Quý vị nhớ tên Farxiga cho chúng tôi. Nếu quý vị có bảo hiểm thì bây giờ nó sẽ cho quý vị ngay. Còn Medicare các thứ thì hơi khó dễ thì quý vị phải uống Invokana trước, sau nó sẽ cho Farxiga cho quý vị.
Invokana cũng là một loại SGLT2 rất tốt, cũng bảo vệ tim, cũng bảo vệ cái thận quý vị. À, thế quan trọng. Còn cái Jardian ngày xưa đó, thì Ampaglifosin Jardian nó tốt lắm, nhưng mà nó tốt về tim nhiều hơn là về cái thận. Thì trong cái của FDA nó cho phép, nó không có nói là giúp, nó nói là nếu mà thận xấu nó không được dùng cái Jardian nữa. Nhưng mà với cái Farxiga, cái Invokana quý vị được dùng, quý vị. Đó là cái tin vui đầu tiên. Tin vui thứ nhì, quý vị ăn uống đã được, quý vị uống thuốc Metformin, quý vị uống đủ thứ thuốc rồi. Glimepiride rồi cũng uống đủ thứ thuốc, đường vẫn còn cao. Thì quý vị phải trích insulin. À, trích insulin thì ngày xưa chúng tôi đã trích cho quý vị, hồi xa xưa rồi, mấy chục năm về trước, ở thời của mẹ tôi, thì người ta phải trích. Mỗi một trước khi ăn nó trích 2 mũi NPH, regular insulin. Thì sau này nó cho trích uống thuốc, như là uống cái Januva hay là mấy cái thuốc đó, Nesina đấy, xong rồi quý vị uống Metformin đấy, quý vị trích insulin vào mỗi buổi sáng hay buổi tối, tức là Lantus hoặc là Levemir. Nhiều khi vẫn khó chịu lắm, nhưng bây giờ nó có cái thuốc, nó tên là Icodec, I-C-O-D-E-C, quý vị nhìn màn hình đấy. Nó được đăng ở trong Diabetes Care 19 tháng 4. Năm ngoái chúng tôi có mang cái bản tin này cho quý vị, tức là bây giờ nó có hai cái bản tin chính như vậy, tức là cái thuốc này nó sắp sửa được ra, chắc trong cuối năm nay chúng ta sẽ có, về nó đi sắp sửa đến đoạn 3. Thì cái thuốc này nó tốt lắm, quý vị trích có một tuần có một lần thôi, à thế mới chết, một tuần một lần cộng với những cái thuốc mà cộng với diet exercise thì cái đường quý vị nó sẽ xuống rất hiệu nghiệm, nó sẽ giúp cho cái A1C quý vị thấp dưới 7, ở dưới 8, và quý vị sẽ không lên ký nhiều lắm, và cái đường quý vị rất là tốt. Đây là Icodec, quý vị nhớ, nếu quý vị phải trích insulin hàng ngày ấy, thì bây giờ sau này nó sẽ một tuần trích một lần thôi, và cũng rất hiệu nghiệm, và cái phản ứng là đường thấp không có nhiều hơn cái ngày trích một lần, thưa quý vị. À, thế bây giờ bác sĩ cơ tôi tiểu đường, mà tôi tiểu đường là gì, là thưa quý vị là thích ăn. À, thế bây giờ tôi thắc mắc ngoài, tôi bảo không biết làm sao, nó thú thật với quý vị, mỗi lần tôi đi ăn của ăn tiệm restaurant của người Mỹ, người Âu Châu đó, trước khi mình ra nó đều hỏi ông ăn salad là cái gì, ăn gì salad không. Thế thì mình nhiều khi nói thật với quý vị, tôi ngây thơ nhà quê cái Việt Nam mình, tôi hay thích ăn cái soup onion, nó có cheese onion khoái lắm. Nhưng mà người Mỹ nó ăn bao giờ nó ăn một đĩa salad. Hôm nay tôi đọc cái bài này tôi mới khoái quá, tôi mới biết. Tại vì ở bên Mỹ bây giờ chúng tôi, khi quý vị bị tiểu đường, chúng tôi dặn quý vị đừng ăn tinh bột nhiều, carbohydrate, tinh bột nhiều. Để cái tinh bột nó là cái nguồn năng lượng chính trong cơ thể chúng ta. Quý vị ăn cái đó mình có sức. Ở Việt Nam ngày xưa mình nghèo, mình chỉ có cơm ăn với nước mắm mình cũng khỏe thôi. Cơm mắm muối vừng sống không có gì, cơm nắm chấm muối vừng là sống. Các cán bộ cộng sản ngày xưa đánh chúng ta ở miền Nam ấy, họ chỉ có cơm nắm với muối vừng thôi, họ đánh chúng ta được. Vì vậy cơm là quan trọng nhất, nhưng mà ăn cơm nhiều thì cái đường nó cao. Ngày xưa người ta mình nghèo mình chỉ ăn cơm không, bây giờ mình vừa ăn cơm lại vừa ăn thịt nữa thì thôi đường nó cao quá mình bị tiểu đường. Thế bây giờ quý vị phải ăn sao, bớt đường đi, bớt tinh bột, phải đợi tinh bột nó vào trong cơ thể quý vị nó sẽ biến thành đường. Phải ăn cái gì, và nhất quý vị phải chọn cái gì mà cái glycemic index nó thấp, quý vị ăn đỡ. Thế bây giờ có cách này, nó thấy rằng nếu quý vị ăn, trước khi quý vị ăn ăn cái gì mà nó có rau xà lách á, nó có nhiều chất sợi, thì cái chất sợi của rau xà lách đó, cái rau xà lách đó nó có chất enzyme mà nó vào trong cơ thể chúng tôi ăn trước, ăn vào, thì khi quý vị ăn một cái full meal, bữa cơm thịnh soạn, thì nó cái enzyme đó nó sẽ làm cho cái chất carbohydrate trong đồ ăn của chúng ta đó nó không thẩm thấu vào trong máu chúng ta mau được, và vì vậy cái đường chúng ta sẽ tốt. À, thế mới hay, thưa quý vị. Để cho quý vị nhìn cái glycemic index này, chúng tôi rất là hay. Nếu quý vị cần, quý vị có thể đến văn phòng của chúng tôi cho quý vị, nó sẽ cho quý vị nhìn thấy cái nào mà số nào mà dưới 50 là tốt. Quý vị thấy nhiều cái nó trông có vẻ ngọt lắm, như trái cherry ăn ngọt lắm mà nó có 20 mấy điểm thôi. Ăn ngay cả những cái mà giống như là quý vị ăn rau, ăn trái cây, ăn trái strawberry rất là bổ. Cái nào mà trên 50, trên 90 là quý vị tránh xa. Nhưng như bánh mì chẳng hạn là đường cao lắm, 95, quý vị ăn cái đó không sao. Quý vị có thể đến văn phòng chúng tôi sẽ biếu quý vị cái mặt đi này, quý vị để ở nhà mình ăn cái gì mình cho ăn, nhưng mà đừng ăn nhiều quá. Ngay cả mít cũng vậy, quý vị ăn đừng ăn nhiều, mỗi cái mít nó chỉ có 55 điểm thôi, tức là nó ok. Chuối cũng vậy, có 50 điểm thôi. Nếu quý vị đừng có chín quá thì quý vị sẽ không bị đường cao, mà cũng enjoy life của quý vị. Và nếu quý vị ăn cơm thì quý vị nhớ cho tôi ăn một đĩa salad trước, trộn dầu giấm thế ăn ngon lắm. Rồi khi quý vị ăn vô mấy cái kia thì nó vào trong cơ thể, nó hòa lẫn đồ ăn quý vị, nó sẽ làm cái enzyme làm cho cái đường quý vị nó không thẩm nhấp vào máu quý vị được, cái glycemic nó trở thành thấp, và vì vậy quý vị sẽ đỡ bị tiểu đường cao, và cho nó cái đường quý vị sẽ A1C quý vị sẽ tốt, và sáng ra quý vị thử đường nó sẽ tốt, thưa quý vị. Đó là cái quà hôm nay tôi mang tặng cho quý vị, vì cái đó là một cái khắc khoải mà của tôi, một người bác sĩ.
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người Mỹ khi nó uống nước trà nó cũng cho tí chanh vô, là vì để chống lại soạn thận. Nó ăn ăn bữa ăn tối nó bây giờ nó hỏi mình có ăn salad không. Vì xưa mình ngu, mình không nghĩ, mình bảo sao diet những cái salad thế. Không phải đâu, salad nó có cái chất để chống lại đường đấy thưa quý vị. Thế bây giờ là cái tin vui nữa là dành cho ngành sản phẩm khoa chúng tôi. Thường thường người ta đẻ đấy, người nhất là khi mổ C-section, bao giờ chúng ta mất khoảng 1000 cc máu. Nếu chúng ta bị thiếu máu thì nhiều khi quá đấy, chúng ta phải truyền máu cho bệnh nhân. Mà bây giờ không muốn truyền máu làm sao? Thưa quý vị, nó có cái thuốc tranexamic acid này. Cái thuốc này đã có từ lâu rồi, chúng tôi dùng từ ở Việt Nam. Khi chúng tôi sang Mỹ chúng tôi không dùng nữa vì người Mỹ không dùng. Ở bên Tây ngày xưa họ dùng nhiều lắm. Sau này thì ở bên chiến tranh ở Iraq thì người Mỹ bệnh nhân bị nổ bom cái thứ, bị mất chân mất tay, máu chảy nhiều lắm, thì nó cho tranexamic, máu nó cầm lại được, nó đỡ mất chân mất tay, đỡ bị nguy hiểm tính mạng. Và bây giờ khi mổ C-section chúng tôi sẽ cho quý vị uống hai viên tranexamic acid trước khi quý vị mổ cho quý vị, thì 2 ngày sau đó cái số lượng máu của quý vị mất đi nó dưới 1000, quý vị không phải truyền máu nữa. Và cái này nó được nó thử trên 4431 bệnh nhân. À thế quý vị, tôi thấy những người mà uống cái này nữa thì nó đỡ bị mất máu, trong khi không uống cái này thì máu mất máu nhiều hơn. Lẽ nhiên nó phải cho uống thuốc nữa, trích thuốc hay uống thuốc để gò cái dạ con lại. Và cái quan trọng nữa là thưa quý vị, khi quý vị dùng cái thuốc này đó, nó không bị làm blood clot gì, ít thôi, và nó cũng rất giản dị, dễ uống, nó chỉ hơi khó chịu bao tử, bởi vì cái đó nó vào trong bao tử lúc đói bụng hơi khó chịu. Và cái này nó cũng, tôi có kinh nghiệm cái thuốc này nhiều, nhưng mà tôi không được dùng ở trong ngành sản phụ khoa, mà chúng tôi dùng ngành phụ khoa là nhiều hơn. Những bệnh nhân của chúng tôi mà chảy máu, có kinh chảy máu nhiều quá, muốn mổ vội, thì tôi cho uống bệnh nhân này uống cứ 1 tháng uống 5 ngày khi có kinh, thì nó sẽ đỡ cái máu như vậy, bệnh nhân đỡ bị mổ cắt tử cung hay bị nạo. Thưa quý vị, chờ cho máu lên thì chúng tôi mới nạo để cầm máu cho quý vị. Là cái thuốc tranexamic acid này, thường thường chúng tôi cho uống 2 viên, 650 uống 2 viên ngày 3 lần, 5 ngày liên tiếp, nó sẽ cầm máu. Và như vậy bây giờ nó sẽ biết là ngay cả bà có bầu nó còn cho dùng như vậy thì mình không sợ nữa. Nó thử ở trên, thưa quý vị, 27 nhà thương ở bên Pháp. Cái này vẫn là bên Pháp mà dùng trước đây. Lại một cái thuốc người thai mới, thuốc người thai các người trẻ phải uống cái này. Người Mỹ nó mập nó chỉ sợ uống thuốc người thai nó bị blood clot gì, giống như khi chúng ta chích cái Johnson Johnson người đã mập mới bị. Thế thì cái thuốc người thai mới này, thưa quý vị, nó vừa được approve bởi FDA, tên nó trên thị trường Nextstellis. Nextstellis quý vị nhìn hình dễ, Next là mới, Stellis là hoa, đúng ngôi sao mới. Nó gồm 2 chất, chất progesterone và drospirenone. Cái thuốc người thai thường nó cũng có cái này, cái drospirenone nó không có hại. Còn cái nước thuốc người thai thường nó có cái chất ethinone, estradiol, tức là thuốc estrogen nhân tạo. Còn cái estetron này nó là estrogen tự nhiên, từ ở lấy ở cây mà ra, à thế mới tốt. Khi quý vị uống cái này đó, quý vị có lẽ quý vị sẽ bớt bị triglyceride nó cao, bớt bị cholesterol nó cao, bớt bị đường cao. Và vì vậy quý vị ít bị venous thromboembolize, bớt blood clot gì nó làm có thể nguy hiểm tính mạng. Và vì vậy mà thuốc hơn là thuốc OCP bình thường. Thế nên cái thuốc này hy vọng nó sẽ làm cho những người nào hơi mập dùng tốt, mà các nó không bị chảy máu bất thường, nó rất là tốt thưa quý vị. Nestelis, quý vị có thể hỏi người bác sĩ của mình. Chúng tôi nó đã đến văn phòng của chúng tôi để quảng cáo, và cái này nó mới được approve của FDA và sẽ bán trên thị trường. Nextstellis, thưa quý vị, chúng tôi sẽ biên cho bệnh nhân của chúng tôi. Và một cái tin rất là vui để dành cho các bệnh nhân của chúng tôi, bệnh nhân Việt Nam. Bệnh nhân Việt Nam chúng tôi mà khi bị huyết áp hơi cao 130 trên 85 chẳng hạn, thì thưa quý vị, đó là stage 1 của người hypertension. Thì chúng tôi, theo nguyên tắc là chúng tôi, trước đây chúng tôi khuyên quý vị phải uống thuốc. Hơn như có nhiều bệnh nhân không chịu uống thuốc đâu, nói cho bác sĩ tôi uống thuốc là tôi phải uống suốt đời sao? Quý vị cho tôi một thời gian để tôi tập thể dục, tôi ăn uống kiêng cữ. Thì nhiều người tôi cho, nhiều người tôi thấy không được. Nhưng mà bây giờ thì Hội Y sĩ Hoa Kỳ, American Heart Association, họ khuyến cáo đưa cái new guideline đấy. Nếu bệnh nhân muốn không chịu uống thuốc, muốn đổi cách sống để cho huyết áp giảm xuống, quý vị được phép cho bệnh nhân 6 tháng để thử cái này. Stage 1 thôi nhé, tức là 130 trên 85 thôi. Nhưng mà còn cao quá thì quý vị phải uống thuốc ngay, quý vị mà làm cái này quý vị bị sốc lăn quay chết. Thì thường thường 6 tháng rồi quý vị đổi cách sống, không được hút thuốc lá, xuống ký, ăn rau nhiều, ăn trái cây nhiều, đừng ăn thịt nhiều quá, đừng ăn mặn quá, thịt ăn thịt đạc thôi, đừng ăn mặn quá, thịt cà cá tốt. Tập thể dục như điên, một ngày chập 30 phút, nhiều hơn càng tốt, nhưng mà đừng tập nhiều quá. Tôi thật quý vị, tôi là thằng tập nhiều quá, đau dần dã, nhưng mà quý vị 30 phút một ngày, 5 ngày trong một tuần, xuống ký. Người, thưa quý vị, ngày xưa tôi mập lắm, quý vị nào mà là bệnh nhân tôi biết trước đây tôi mập lắm, nhưng bây giờ tôi xuống ký lý tưởng. Là nhờ tôi tập thể dục, ăn uống cẩn thận. Nếu quý vị làm được như thế, 6 tháng rồi, quý vị xuống luôn.
thì quý vị có thể tập được. Nhưng mà lời khuyên của Hội Y sĩ Hoa Kỳ nói là cái này khó lắm. Thưa quý vị, chính bản thân tôi đây, tôi cũng tập như thế mà tôi phải uống thuốc. Bởi vì tại sao giản dị lắm, tôi sợ lắm. Nhiều khi mình lười, mình không uống thuốc, hay mình lên cơn điên đến sở, hay ra ngoài đường cảnh sát dí mình lên cơn điên đó. Tối về nhà tức tối, người nào đồng nghiệp nó ghen ghét mình, nó thù hằn, nó nói xấu mình, thì mình về mình buồn, mình đêm ngủ không được, suy nghĩ lung tung, sáng mai dậy sốc đứt mình máu trên đầu, nó quay ra bị bản thân mất toại, nằm trong lực sinh hô tan nát đời hoa. Thì vậy khuyên quý vị thử 6 tháng, nếu quý vị cảm thấy dễ dàng mà quý vị huyết áp xuống thì quý vị có thể không phải uống thuốc huyết áp cao. Nếu không thì bác sĩ phải cho uống thuốc để giữ cho quý vị ở mức dưới 130/80, thì như vậy cái thận quý vị nó đỡ hư và chúng ta sẽ đỡ bị phải uống Farxiga, thận đỡ hư và chúng ta sẽ không có bị stroke hoặc là đau tim. Thì bây giờ nói thêm quý vị, cái hand sanitizer đó, quý vị mua ở các siêu thị nó bán cho quý vị để về để rửa tay đó, nó có, thường thường nó phải dùng chất cồn rượu, nó có hai loại cồn rượu, một loại là cồn benzen hoặc là methanol, quý vị không được dùng, quý vị mua cái đó mà quý vị bây giờ chính phủ nó đòi thu hồi lại hết, nhưng mà nhiều khi nó bán được, mấy tiệm Việt Nam nhiều khi nó còn bán cho quý vị. Quý vị chỉ mở ra quý vị thấy nó làm bằng benzen, BEN, giống như cái hình trên trong là benzen hoặc là methanol. Quý vị không mua cái đó nữa vì cái đó độc lắm, nó thấm vào da quý vị, alcohol nó thấm vào da quý vị, nó có thể vào máu quý vị, nó có thể hại được quý vị. Thì quý vị uống rượu methanol là quý vị chết. Ở Việt Nam ngày xưa cái thời kỳ sau năm 75 người ta không có gì, người ta làm cái rượu methanol uống là chết nhiều lắm. Ngoài ra nó có một cái loại sensational soap and candle, cái này nó thơm, quý vị đốt nến lên ngồi thơ mộng, ngồi nói chuyện với chồng bớt mùi, ăn dinner rồi romantic, ngửi cái mùi này nó cũng độc, nó methanol hay là benzen ấy, có thể nguy hiểm, dùng nhiều ngày nào cũng lâm thơ mộng hay xong con lăn quay hay chết không biết. Thì đừng mua cái đó, cái này nó cũng tự ý nó thu hồi thôi quý vị. Và tin cuối cùng, vui cuối cùng là tin tóm tắt về COVID-19 tình hình ra sao. Thưa quý vị, trên toàn thế giới số người bị là trên 152 triệu người và số người chết là trên 3 triệu người. Quý vị nhìn cái hình trên 3 triệu người. Ở Hoa Kỳ bây giờ nó có trên 32 triệu người bị dương tính và số người chết là 577.041 người. Tuần trước nó chỉ có 08, bây giờ nó lên 41, là mấy chục thôi. Và số người bị dương tính là 29.367. Trước đây mỗi một tuần, còn trước 2-3 tuần trước đây mỗi một tuần nó phải khoảng trên 50.000. Bây giờ nó xuống dưới 50.000, tức là nó dưới 17%, tức là một cái triệu chứng rất là tốt thưa quý vị. Nhưng mà nó chưa nadir, chúng ta vẫn phải chích ngừa nhiều, vẫn phải chích ngừa. Thì hy vọng chúng ta sẽ còn xuống gần zero, chúng ta bằng chứng ở bên Do Thái nó chích trên 50%. Bây giờ nó không có ai chết cả, cả tuần lễ này không ai chết cả. Ở bên tiểu bang California, quý vị nhìn cái số đó. Trước đây tiểu bang California làm cái số người bị bệnh COVID nhiều nhất nước Mỹ. Bây giờ nó xuống là người thấp nhất nước Mỹ. Số người bị dương tính của California đến ngày hôm nay là trên 3 triệu 6 người. Mỗi ngày là 2.254 người, xuống nhiều lắm quý vị. Tổng cộng số người chết là 60.000 người, trên 60.000 người. Một ngày chết là 123 người. Cũng giảm xuống rất nhiều thưa quý vị. Test dương tính như vậy là có 1.2%, tức là mức lý tưởng. Thường thường người ta muốn là dưới 2% là ok. Bây giờ California chúng ta có 1.2%. Vì vậy thưa quý vị, Los Angeles họ bắt đầu được sẽ mở ra là cái tier vàng, trong khi quận cao của chúng ta chưa được, là vì cái public health chúng ta đến nay còn dở lắm, nó vẫn chưa được. Do đó mà chúng ta phải tiếp tục chích ngừa và đeo khẩu trang, giữ gìn cẩn thận. Đã chủng ngừa rồi của tiểu bang California là 30 triệu người, 412.414. Tiểu bang California có khoảng trên 30 triệu dân, 40 triệu dân là nhiều lắm. Bây giờ chúng ta chích gần hết rồi, hy vọng là khi chúng ta chích hết thì chúng ta sẽ đỡ bị nữa. Và cuối cùng là số người chủng ngừa toàn quốc là thưa quý vị, 240.000 liều đã được phát ra. Và đến ngày 30 tháng 4 đã chích được 240.000 người. Và số người chích một mũi đầu tiên trên 146 triệu người. Và số người chích hai mũi hoặc cái Johnson Johnson cộng vậy là 103.000 người. Thì quý vị thấy như vậy là rất thành công, trên 31.5% thưa quý vị. Thêm cái tin vui nữa, cái này rất vui đối với bản thân tôi. Hãng Pfizer nó nói nó sẽ bán cái thuốc để uống để chống lại con vi khuẩn COVID-19 vào cuối năm nay. Cuối năm nay nhé quý vị, phải chích thì cuối năm nay thì không sợ, nhưng mà năm tới quý vị sẽ đỡ khổ. Cuối năm nay, thưa quý vị, cái thuốc đó tên của nó là PF Pfizer đó, 07321332. Nó là một loại protease inhibitor giống như thuốc để chống lại COVID, chống lại HIV. Nó sẽ đánh vào cái sườn chính, spike chính của cái con vi khuẩn này. Vi khuẩn này vô là tan nát luôn, giống như để chống lại hepatitis C thưa quý vị, tan luôn.
nó thử rồi, rất hiệu nghiệm cho hamster. Vậy cuối năm nay nó sẽ được dùng cho con người ta. Ngoài ra đó, bệnh nhân mà dùng thêm cái thuốc chống lại HIV là ritonavir, thì uống hai thứ này cho uống với nhau, cái liều ritonavir cho liều thấp thôi, thì cái thuốc nó sẽ hiệu nghiệm hơn. Do đó thuốc của Pfizer nếu nó ra trên thị trường, nó sẽ chiếm đến thị trường ấy rồi dễ uống, thưa quý vị. Nhưng mà nó bị một cái cạnh tranh của nó là hãng Merck. Hãng Merck bây giờ nó đang chế ra cái thuốc, tên khoa học của nó cộng chung với hãng Ridgeback Biotherapeutics, cái tên của nó là MK4482. Thuốc này nó đã thử rồi, thử đến sang giai đoạn 3 rồi, tức là nó thử trên đông đa số để nó được bán trên thị trường để xin phép FDA. Thưa quý vị, nó là gồm có Munipiravir. Cái Munipiravir chúng tôi đã nói quý vị nhiều lần trước đây, nó đã được thử trên người ta khi mới bị, quý vị dùng cái này vô một ngày hai lần, mỗi lần một viên 5 ngày, thì quý vị thử lại trong mũi hay thử lại trong cổ họng, vi trùng biến hết. Thế mới hay. Bây giờ nó được cái thuốc này, nó cộng chung với cái thuốc nó tên là AIDD-28001, rất hữu hiệu ở trên con hamster, và như vậy nó sẽ được giúp. Nhưng mà nó chưa được dùng ở cho những người bị bệnh nhân bị nặng, chỉ người nào mới bị chưa cần phải nằm nhập viện thì được dùng cái này. Nó giống như monoclonal antibody bamlanivimab ấy, thưa quý vị. Nhưng mà cái này nó là một cái tin rất vui, chúng ta nếu chúng ta chích ngừa thì mà chúng ta có thể bị, chúng ta uống cái này thì chúng ta sẽ thoát hiểm. Đến đây chúng tôi xin phép cảm ơn quý vị, hẹn quý vị tuần tới. Nhớ khẩu trang nhé, rửa tay, chích ngừa, không sợ gì hết, yêu đời đi. Bây giờ y khoa nó tiến triển thì chúng tôi sẽ từ từ, như mà quý vị nhớ đừng quên là quý vị phải đi khám bệnh. Và bây giờ nó sợ, có nhiều người lo, tôi có nhiều bệnh nhân thường thường mỗi năm đi khám thôi, bây giờ 2 năm sau mới trở lại. Tại sao thưa bác sĩ, tôi sợ Covid quá, ở nhà không đi press, sợ quá. Nhưng quý vị không cẩn thận, nhiều khi quý vị đến, nhiều khi quý vị bị ung thư vú, quý vị không biết, hoặc là ung thư tử cung không biết, quý vị nhớ đi khám điều hòa. Và tôi mong hẹn gặp quý vị, và xin quý vị nhớ đến nghe chương trình chúng tôi mỗi tuần trên băng tần SET để chúng tôi có thể mang những bản tin tức mới nhất, hữu ích nhất cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị.